Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Xin chào các thính giả đang lắng nghe Mây Podcast. Như thường lệ, mỗi khi bước sang tháng 10 và mùa thu đã thật sự được cảm nhận rõ rệt nhất, chúng ta sẽ lại ở đây cùng nhau nói về tình yêu. Giữa cái se lạnh của mùa thu mà không bàn về tình yêu thì phí lắm. Các bạn có công nhận như vậy không? Tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về cái tôi cao trong tình yêu và việc chúng ta được là chính mình khi yêu. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 27 trong series Tôi là ai mang tên Yêu quên mình. Mây rất biết ơn ứng dụng sách nói có bản quyền và podcast Phonos vì đã đi cùng Mây Podcast từ những bước chân đầu tiên thành lập series Tôi là ai, bắt đầu hành trình khai phá bản thân. Cho đến chặng cuối cùng, Phonos vẫn luôn là người bạn bên cạnh với các tác phẩm sách nói nổi tiếng, cung cấp thêm tri thức để Mây được mở mang và học hỏi. Ứng dụng tối ưu thời gian nghe sách dành cho những ai bận rộn, mọi thứ bạn cần để phát triển bản thân chỉ với 15 phút nghe mỗi ngày có tại Phonos. Đặc biệt, bạn cũng có thể lắng nghe Mây Podcast trên Phonos và nhận thông báo khi có tập mới đó nha. Đầu tiên và cũng là tiên quyết trước khi yêu ai, thì yêu bản thân là điều rất quan trọng. Mình tin các bạn cũng sẽ không còn cảm thấy lạ lẫm nữa khi nghe Mây nói câu này. Bởi xuyên suốt rất nhiều tập Mây đã chia sẻ về việc yêu và cách chúng ta yêu bản thân như thế nào. Bởi suy cho cùng, khi chúng ta rèn luyện được điều cốt lõi là yêu bản thân rồi, thì khi yêu người khác, ta rất khó để đánh mất bản thân mình. Rõ ràng là nếu yêu bản thân là điều cốt lõi, thì làm sao ta đánh mất được giá trị cốt lõi của con người mình, đúng không nào? Chính vì vậy, khi bạn đã yêu bản thân đủ nhiều và tình yêu đó khiến bạn cảm thấy đủ đầy, chỉ muốn cho đi, thì lúc đó một mối quan hệ mới nên chính thức bắt đầu. Bởi người ta thường nói là yêu vào thì hay quên bản thân lắm, yêu nhiều đến nỗi quên cả chính mình. Nhưng khi chúng ta đã có cả một hành trình dài thương thân, hiểu được giá trị của mình và biết mình xứng đáng với điều gì, khó mà ta có thể đánh mất bản thân được. Mày nghĩ việc biết rõ giá trị và niềm tin của bản thân rất là hay. Khi mình hiểu được giá trị của bản thân mình sẽ không bị quá so sánh với người khác và bị lép vế trong xã hội. Liên hệ với tình yêu cũng vậy. Chúng ta hiểu được bản thân để chúng ta trân trọng chính mình trong tình yêu. Ví dụ nhá, bạn hình dung có một đường thẳng AB. A là bạn nữ, B là bạn nam. Nếu bạn nữ không hiểu được giá trị của bản thân mình thì bạn nữ cứ mãi chạy, chạy và chạy. Chạy theo bạn nam đó vì không muốn đánh mất người mình yêu. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình có làm gì sai không, mình có gì khiến anh ấy không thích không. Thậm chí bạn nữ còn tự miệt thị ngoại hình của chính mình và luôn tự phê bình, trách móc chính mình rất nhiều. Điều buồn cười là lúc nào bạn ấy cũng phải chạy để đuổi kịp bạn nam, nhưng chạy mãi không tới điểm B. Trong khi đó, bạn nam lại là một người rất tự tin. Bạn ấy hiểu được giá trị của mình, bạn ấy làm những điều mình thích và đặc biệt, bạn ấy rất tôn trọng bạn nữ nhé. Nhưng bạn nữ lúc nào cũng cảm thấy như mình luôn phải chạy theo hết, trong khi bạn nam đang đi bộ cơ, bạn ấy không cần phải chạy. Chính vì vậy, việc hiểu được giá trị và niềm tin của bản thân mình sẽ giúp chúng ta tự tin hơn và đứng vững được trong tình yêu. Bởi đến bạn còn không yêu nổi chính mình, thì dựa vào đâu bắt người khác phải yêu bạn, đúng không? Vậy nên mình luôn nói với mọi người xung quanh là hãy cứ học cách yêu bản thân thật nhiều, thấu hiểu và lắng nghe bản thân để hiểu bản thân nhất. Khi mình hiểu mình rồi, mình hiểu mình muốn yêu thế nào, muốn thể hiện cách yêu ra sao, thì khi tình yêu ghé đến, mình sẽ cứ thế tận hưởng nó. Trong cuốn sách Phần đời còn lại, hãy là một người phụ nữ tự tỏa hào quang có một đoạn rất hay. Mong bạn trong lòng mang ánh sáng, thân mang hơi ấm, trong thể có tiền, bình an vui vẻ, được như ý nguyện. Sau khi học được cách đối xử tốt với bản thân, cuộc sống của chúng ta chưa chắc sẽ có thay đổi lớn lao, nhưng cũng đủ để nuôi dưỡng sự tự tin trong suốt những năm tháng đường đời rồi. Hãy cho bản thân thời gian để yêu thương chính mình, yêu cơ thể của mình, yêu sức khỏe, yêu sự mau nước mắt của mình, yêu mỗi chuyện mình đang làm, hưởng thụ từng giây từng phút mình có trên đời. Và khi tình yêu bản thân trở thành yếu tố cốt lõi, ta không thể đánh mất chính mình được. Khi chúng ta yêu bản thân mình rồi, thì lúc này nó nảy sinh ra cái tôi cao. Bởi khi mình biết giá trị của mình, biết mình xứng đáng với điều gì thì cái tôi bắt đầu lớn dần. Khi cái tôi lớn dần, nó bắt đầu dẫn đến việc các cặp đôi bắt đầu nảy sinh những bất đồng quan điểm và cãi nhau. Vậy thì làm thế nào để mình có thể là chính mình trong tình yêu? Và liệu cái tôi cao có thật sự có thể chuyển hóa được hay không? Mây nghĩ không chỉ bản thân Mây đâu, mà hầu hết các cặp đôi cũng đã từng ít nhất một lần không hợp ý nhau trong chuyện tình cảm mà xảy ra cãi vã. Mình cũng đã từng như vậy.
chúng ta không ai giống ai cả. Khi yêu nhau chúng ta đều là hai người xa lạ đến với nhau đấy chứ. Chúng ta đều là những con người với lối sống và văn hóa khác nhau. Mỗi người sẽ có bản sắc riêng, lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, nên cách họ suy nghĩ và quan điểm cũng khác nhau. Chính vì chúng ta có những điều khác nhau đó, nên khi thấy đối phương không giống mình, ta sẽ cảm thấy sự không đồng điệu và xảy ra cãi vã. Mà khi cãi vã như thế thì ai cũng vì cái tôi của mình mà không chịu nhường, vì ai cũng nghĩ mình đúng mà. Mình nghĩ cái tôi cao trong tình yêu nghĩa là khi mình chỉ tập trung 100% vào bản thân thôi mà không nghĩ đến đối phương, luôn luôn cho mình là đúng, cho rằng mình có quyền quyết định và áp đặt lên người yêu của mình. Đặc biệt, cái tôi cao trong tình yêu là khi chúng ta luôn muốn nhận về hơn là cho đi. Trước đây mình là một người có cái tôi cực cao trong tình yêu, tức là mình luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình. Đúng là mình có hỏi ý kiến người yêu, nhưng chỉ hỏi để đấy thôi. Nó giống như kiểu em hỏi anh nhưng quyết định mọi thứ thì vẫn phải là em chọn đấy. Rồi mình là một người rất hay cãi lại người yêu. Mà bạn có công nhận con gái chúng mình hay có cái kiểu là đang cãi nhau bắt đầu yếu thế một tí rồi, biết mình sai rồi là sẽ bắt đầu có một chiêu bài mà đàn ông không làm gì được, đó chính là khóc nhè. Mình được biết là đàn ông khi đang cãi nhau rất sợ phụ nữ sẽ khóc. Tuy nhiên ở đây mình không nói là không được khóc nha, mà không nên cảm thấy bản thân yếu thế xong rồi khóc nhè để thắng trong cuộc cãi vã đó ấy. Hoặc trước đây mình còn cái kiểu mà đang cãi nhau với người yêu xong bỗng thấy mình sai rồi mà vẫn cãi cho cố, rồi từ chuyện này lại bấu vào chuyện kia, lôi lại chuyện cũ ra để cãi nhau. Hệ quả sau đó là tóm lại chẳng có chuyện gì được giải quyết cả. Thường khi thể hiện cái tôi cao quá mức là khi chúng ta trở nên mất bình tĩnh, mất kiểm soát về cảm xúc. Vậy nên khi mà có dấu hiệu cãi nhau bắt đầu căng thẳng, mình thường làm sao để kết thúc cuộc cãi vã nhanh nhất, như là thôi, bây giờ em đang mất bình tĩnh nên là chúng ta cần cho nhau không gian riêng. Sau khi cả hai bình tĩnh, mình sẽ ngồi lại cùng nhau giải quyết. Cái tôi cao thể hiện ở chỗ chúng ta chưa thực sự hiểu nhau. Mình nghĩ để tình yêu có thể khiến chúng ta hạ cái tôi của mình xuống một chút, chúng ta cần có sự thấu hiểu. Đối với May, việc có nên giữ cái tôi trong tình yêu hay không á, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Bởi vì mình không thể gạt phăng đi cái tôi 100% được. Nếu trong một mối quan hệ mà mình luôn phải kìm hãm cái tôi, phải hy sinh nhiều và chịu tổn thương thì đó lại là một mối quan hệ độc hại. Như vậy thì mình đâu có được là chính mình nữa đâu. Nhưng nếu cứ giữ khăng khăng cái tôi trong tình yêu thì cũng không được. Như thế thì sẽ suốt ngày cãi nhau mất. Vậy nên bên cạnh việc thể hiện cái tôi thì mình cũng phải biết hòa hợp, nhún nhường sao cho cả hai bên đều cảm thấy thoải mái. Tập này mình sẽ liệt kê ra 5 điều để xây dựng một tình yêu lành mạnh mà mình đã lôi hết tâm can ruột gan ra để tổng kết từ khi con tim biết yêu đến giờ. Và May thực sự hy vọng rằng có thể giúp được các bạn phần nào. Đầu tiên mà mình nghĩ ở bất cứ mối quan hệ nào cũng nên có đó chính là trạng thái biết ơn. Càng là tình yêu thì càng nên biết ơn các bạn ạ. Hãy nói biết ơn và cảm ơn người yêu của mình. Cảm ơn vì giữa bao nhiêu con người ngoài kia, họ đã ở lại đây, bên cạnh mình và đồng hành cùng mình. Cảm ơn vì những lần đón đưa, những món ăn ngon, những món quà, sự ưu tiên dành thời gian cho người mình yêu. Mình biết ơn hết những điều nhỏ nhắn đó để cho đối phương thấy rằng mình thực sự trân trọng họ. Đặc biệt, mình sẽ không coi những việc đó là hiển nhiên người khác phải làm mà quên đi sự cố gắng và sự ưu tiên thời gian của họ dành cho mình. Chính vì vậy, dù cho có là một hành động rất nhỏ thôi, chúng ta cũng nên gửi lời cảm ơn đến người yêu của mình. Bởi thật lòng, tình yêu cần một bầu không khí yêu thương. Tình yêu cần một bầu không khí của lòng biết ơn. Điều thứ hai mà May nghĩ cũng quan trọng không kém để hai người cùng nhau vun đắp tình yêu, đó chính là lắng nghe và tạo cho nhau cảm giác an toàn để đối phương có thể chia sẻ. Mình đồng ý là khi tán tỉnh hoặc mới yêu thì chúng ta có thể ậm ừ hoặc kiểu muốn đối phương sẽ hiểu và làm mọi thứ ăn ý với mình đúng không? Điều đó không sao hết, vì đơn giản chúng ta chỉ muốn đối phương thực sự để tâm xem là những cái hợp nhau đó có đủ để yên tâm bước vào mối quan hệ hay không. Tuy nhiên, nếu một cuộc tình thiếu vắng sự lắng nghe và sẻ chia mà cứ phải đoán già đoán non như lúc mới yêu thì May nghĩ là cũng lanh tanh bành đấy. Hãy ở bên cạnh nhau và trước hết tạo cho người yêu của mình cảm giác an toàn bằng thái độ sẵn sàng lắng nghe, cho người ta biết rằng dù có chuyện gì, bạn cũng sẽ luôn ở bên cạnh họ, cùng nhau tìm cách giải quyết. Và dù có thế nào, bạn sẽ luôn ôm họ và vỗ về họ. Hãy cho người mình yêu cảm giác như thế. Không chỉ đàn ông cần phải làm thế đâu, mà mình tin rằng phụ nữ càng nên như vậy. Bởi có một sự thật là đàn ông mang lớp vỏ bọc còn dày hơn phụ nữ.
Họ có rất nhiều chuyện về trách nhiệm cần gánh vác, nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể nói ra hết. Vì họ sợ nói ra là sẽ không ra dáng đàn ông, nói ra là sẽ bị cho là yếu đuối. Chính vì vậy, hãy cho nhau cảm giác an toàn để bất cứ khi nào người yêu mình gặp chuyện buồn, họ sẽ nghĩ đến mình đầu tiên. Hãy chia sẻ ra và đừng sợ người yêu mình phải tiêu cực, bởi vì tình yêu nên là sự chia sẻ cả lúc vui lẫn lúc buồn. Như thế mới có thể hiểu nhau, và khi người ấy bắt đầu bộc bạch, bắt đầu mở lòng mình ra, hãy ở đó và lắng nghe bằng tất cả tấm lòng. Mình cảm nhận những nỗi đau của họ, mắt mình say sưa tập trung vào câu chuyện của họ và lắng nghe họ hết mình. Vì thực sự khi họ đã chọn chia sẻ với chúng ta là họ đã rất tin tưởng rồi, nên ở vị trí người yêu, hãy lắng nghe họ trước và gửi cho họ một cái ôm vỗ về, giúp họ trấn tĩnh lại. Hơn cả, hãy lắng nghe cả những câu chuyện tuổi thơ mà cả hai đã từng trải qua, những sang chấn, vết thương của quá khứ để lại. Khi chúng ta hiểu họ đã trải qua những gì, thì ta sẽ biết căn nguyên về việc tại sao người yêu của mình lại có những hành động như vậy. Sau khi lắng nghe rồi, khi họ đã nói ra được những khó khăn trong lòng, đã bộc bạch ra và được chúng ta đón nhận và yêu thương rồi, khi đó, chúng ta bắt đầu ngồi lại và cùng nhau chia sẻ về suy nghĩ của mình. Thực sự mình rất muốn các cặp đôi có những cuộc nói chuyện sâu với nhau để biết quan điểm khi yêu thế nào, thích yêu theo cách nào, bởi đâu ai là thấu hiểu 100% chúng ta, đúng không? Có những cái chỉ cần nhìn ánh mắt, cái nhíu mày là có thể biết, nhưng có những lúc chúng ta cần nói chuyện với nhau thật nhiều để có được tiếng nói chung và đồng điệu hơn. Bởi nếu không nói thì đối phương sẽ bị suy đoán quá nhiều, mà đôi khi khiến cho mối quan hệ trở nên buồn bực ấy. Chính vì vậy, quá trình tạo nên vùng an toàn trong tình yêu rất quan trọng, và mây tin nó đòi hỏi rất nhiều thời gian. Nếu tình yêu đủ lớn, hai bạn sẽ có đủ kiên nhẫn và dần dần tìm thấy chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim. Điều thứ ba mà Mây muốn đề cập đến để tránh gây tranh cãi nhiều, đó chính là chấp nhận cái khác của đối phương. Sự thật là cả hai người, bất kể là ai, đều là những cá thể khác biệt. Nếu yêu ai đó, bạn hãy hiểu rằng người mình yêu không phải là chiếc bóng của bạn, không phải là hình ảnh phản chiếu trong gương của bạn. Một khi cả hai đã từ bỏ ý nghĩ rằng họ sẽ không nhất thiết phải đồng quan điểm về mọi việc, khi đó sẽ không còn tranh cãi. Bởi thật ra, tranh cãi nảy sinh bởi vì chúng ta muốn đồng quan điểm mà. Có một điều rất hay mình rút ra được là người yêu là bạn, bạn là người yêu. Tức là đôi khi ta nên coi người yêu mình như một người bạn. Anh ấy có ý kiến riêng, bạn có ý kiến riêng. Anh ấy có cách của anh ấy, bạn có cách của bạn. Anh ấy tôn trọng ý kiến của bạn, bạn tôn trọng ý kiến của anh ấy. Và khi đó bạn sẽ không hỏi tại sao mọi thứ không vừa khớp với nhau, tại sao chúng lại phải vừa khớp với nhau cơ chứ. Bởi nếu thực sự muốn yêu người phải giống quan điểm của bạn 100% á, giống hệt bạn, thì thôi, thà rằng bạn đi yêu bản thân đi, đúng không nào? Việc chấp nhận cái khác của đối phương sẽ là một sự bao dung rất lớn để tình yêu được phát triển và hoàn thiện. Thứ tư, một điều khá mới mà mình cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi, đó chính là thiền tịnh. Điều này mình cảm thấy ít cặp đôi yêu nhau có thể làm được. Chính bản thân mình cũng chỉ biết đến thiền tịnh 2 năm trở lại đây thôi, và mình thực sự cảm thấy sự màu nhiệm của nó. Khi yêu nhau, mình nghĩ cả hai nên dành cho nhau những khoảng lặng bên cạnh nhau. Chúng ta chỉ cần ngồi đó ngắm cảnh, cảm nhận từng hơi thở và sự tồn tại của người mình yêu. Chúng ta cảm nhận được sự hiện hữu của họ trong cuộc đời ta và biết ơn vì tất cả những điều đó là sự thật. Hai bạn có thể thiền khi đi du lịch chẳng hạn, khi cảnh vật xung quanh là chất xúc tác, không khí trong lành, ở bên cạnh người mình yêu không phải là tuyệt vời nhất sao? Hoặc chỉ đơn giản là một buổi cà phê, hai người yên lặng ngắm mùa thu Hà Nội. Mình tin tình yêu cần những khoảng lặng nhẹ nhàng như thế để cả hai thấy được rằng à, hóa ra ở bên người mình yêu đôi khi chả cần phải làm gì hết. Vậy mà anh ấy hay cô ấy vẫn ở đây, tôn trọng khoảng thời gian lặng thinh của mình. Và khi hai bạn biết cả hai yên lặng nhưng tâm hồn vẫn hướng về nhau, sự mỏng nhiệm sẽ xuất hiện. Tình yêu từ đó sẽ lớn dần và khiến hai bạn hiểu nhau hơn, hiểu tâm thức, hiểu suy nghĩ và hiểu những gì mà hai bạn dành cho nhau. Điều thứ năm và cũng là điều cuối cùng mà Mây muốn chia sẻ, đó chính là hãy ở bên cạnh người ấy và khiến cho họ tốt lên về mọi mặt. Tốt lên vì chính bản thân người ấy chứ không phải vì bất cứ yếu tố bên ngoài nào tác động hay bắt ép cả. Hãy tạo cho người ấy sự tự tin khi ở bên cạnh bạn. Họ có thể phát triển hơn, sâu sắc hơn và tinh tế hơn. Khi ở cạnh bạn, họ được là chính mình, họ được thể hiện cảm xúc chân thật nhất và bạn yêu tất cả những gì mà họ thể hiện ra.
Lúc đó tình yêu không chỉ lớn dần bên trong mà nó còn khiến cho cả hai tốt lên về mọi mặt nữa. Đó là 5 điều mà mình nghĩ rất hay để vun đắp một tình yêu bền lâu. Bởi khi hai bạn thực sự hiểu nhau, tôn trọng khoảng thời gian riêng của nhau, chấp nhận những điều khác biệt của nhau, khi ấy, cái tôi cao sẽ không còn xuất hiện nữa, mà nó sẽ thay bằng một cái tôi bao dung và tha thứ. Đó là tất cả những gì mà May muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay về góc nhìn của mình trong việc vun đắp một mối quan hệ, cách chúng ta yêu ra sao để luôn được là chính mình và cũng là nơi an toàn đối với người yêu của mình. Mình rất muốn qua tập này, các đôi yêu nhau có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn này, biết ơn nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất và cảm nhận được tâm thức của nhau. Bởi các bạn ạ, tình yêu thực sự kỳ diệu lắm. Khi chúng ta biết cách dần mở khóa những lớp vỏ bọc, khi tình yêu trở nên chân thật và trần trụi nhất, nó sẽ giúp cho đời sống tinh thần của chúng ta như bước lên thiên đàng vậy. Và khi ấy, bạn sẽ cảm nhận được con người ta cần tình yêu và tình yêu đã tưới mát cho trái tim cằn cỗi của chúng ta như thế nào. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe tập 27 trong series Tôi là ai mang tên Yêu quên mình. Và hơn cả, đừng quên tập sau là tập cuối cùng của series này rồi, nên đừng bỏ lỡ nha. Bye bye!